Xin chào mọi người, hôm nay sẽ là một video khám phá bên trong nhà điều hành 1000m² tại Sycamore. Mời mọi người cùng vào trong nhé. Nhà điều hành Sycamore không chỉ là văn phòng để trưng bày các giải thưởng và sản phẩm, là nơi thực hiện các giao dịch mua bán, mà còn là không gian được tích hợp các công nghệ hiện đại trên thị trường cùng trang thiết bị ấn tượng và khu vực tiếp khách đầy tiện nghi. Với diện tích hơn 1000m², nhà điều hành Sycamore lấy cảm hứng từ thiết kế pavilion trên trời, mang lại cảm giác giao thoa hài hòa với thiên nhiên. Với không gian chuyên nghiệp và đội hỗ trợ tận tình, nhà điều hành trở thành điểm đến lý tưởng cho khách hàng muốn tìm hiểu và mua sắm tại Sycamore. Một trong những đặc điểm nổi bật của nhà điều hành là sự bố trí thông minh và sắp xếp khoa học, không gian sang trọng và chỉnh chu. Sa bàn trưng bày các sản phẩm được thiết kế một cách hợp lý, thu hút sự chú ý của khách hàng và giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu về các sản phẩm của Sycamore. Ngoài ra, không gian làm việc và tiếp khách cũng được đầu tư bài bản để tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả và thoải mái. Nhà điều hành Sycamore cũng là nơi để khách hàng cảm nhận được sự chuyên nghiệp và uy tín của doanh nghiệp, minh chứng cho chất lượng và nỗ lực đem đến chuẩn sống vương tầm của Capitaland để mỗi trải nghiệm của khách hàng luôn là một đặc quyền hoàn mỹ. Cuối cùng, nhà điều hành Sycamore còn là nơi tạo ra một không gian tương tác tích cực giữa doanh nghiệp và khách hàng thông qua các sự kiện trưng bày sản phẩm, các buổi tư vấn, thuyết trình và các hoạt động giao lưu, là nơi để xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.